Tôi chọn tầng mái này. Thì đây ví dụ như tôi muốn vẽ một cái mái nhảy ạ. Mọi người thấy không? Hình polygon này. Người thấy cái mái này không? Đó, thì cái mái này hoặc là mình click được đây, mình để bỏ ba cái cạnh này đi. Bỏ đi file slope đi. Người thấy không? Thì nó thành cái mái này, còn nếu mà khi mà mái này mà chúng ta cũng có thể dùng lệnh mirror này. Đấy, chúng ta có thể ghép mái này. Đây. Đấy. Hay là cách mà chúng ta ghép các mái với nhau thôi. Đây. Ví dụ như này nè. Nó sẽ ra cái mái như này. Người thấy không? Đấy. Thì những cái này thì là do cách chúng ta làm thôi, còn đây chúng ta để mà nó phẳng thì bỏ đi file slope ấy thì nó phẳng thôi. Người thấy không? Đó. Ừ. Thì ví dụ như chỗ này chẳng hạn mình không muốn cái này chẳng hạn mình chọn đây, chọn máy này mình mirror thì mirror qua cái cạnh này, mặt phẳng này sẽ mirror qua đây. Đấy. Nó sẽ rất là nhanh thôi. Đây, kể cả là máy bình thường đấy thì một cái máy này hoặc chúng ta có thể vẽ ở đây, tôi chọn này. Vẽ một cái mái ra như này. Đúng không? Và đến bây giờ chúng ta muốn một cái mái ấy là nó giống như kiểu máy Pháp ấy. Chọn đây này. Thì các bạn chọn hai cái cạnh này, hai cái cạnh này nhé, nó có độ dốc và để cái chiều cao của nó lên ví dụ như là 2000. Này. Thì nó sẽ như thế này. Chiều cao nó là từ cái chân mái đến đây là 2000 này. Còn cái độ dốc ở đây là bao nhiêu? Là 30 độ này, tôi chọn 35 độ này. Thì nó dốc như này. Còn nếu mà các bạn muốn mà nó cao hơn nữa, mái này nó cao hơn nữa thì mình sẽ chuyển này lên là bao nhiêu? 3000. Và đẩy chiều cao cao lên một chút thì mái được như này này. Là từ đây đến đây này. Thì cách xác định của mái này nó dễ. Nó rất dễ hiểu. Nó không như két. Nhá, mọi người sẽ phải hiểu ở đây là cái rep plan nó rất là dễ hiểu thôi. Cách tạo mái của nó là mái kia là 35 độ và từ đây lên là 3 mét và quan trọng là điểm từ đây đến đây là bao nhiêu. Thế thôi. Mà nó đi được cái chiều dài từ từ đây đến đây, từ đây đến đây, từ đây đến đây là xong, là người ta sẽ xác định được. Đúng không? Thì về kể cả nó về trên mặt bằng mái hay sai địa hình đây này thì người ta cũng sẽ chỉ đi được cái việc là từ đây đến đây điểm này là ok rồi. Đúng không? Người ta chỉ đi từ điểm này đến đây. Đến đây nó đi đây. Đấy. Được cái Revit làm mấy cái này nó nhanh. Sẽ chính xác. Đúng. Vấn đề ấy, khi mà mình đã làm quen với Revit ấy và mình đã làm rất là thuần thục nó ấy, thì ra ngoài công trường mình có những cái mình rất cứng luôn. Có nghĩa là không bao giờ có thể sai được việc luôn. Và ví dụ như trước em làm ấy có những bên hiểu là nó cũng đã xem bản vẽ đâu, nó bảo cái này mà mặt bằng nó chưa khớp, mà mình là không bao giờ có chuyện đấy, nên chỉ ra tôi chỗ nào không khớp thế thôi. Nhiều lúc nó cứ đòn cái này cái kia ấy, nhiều lúc hoặc là vị trí này bảo là mái sảnh không khớp, mà mái sảnh không khớp, kiến trúc kết cấu không khớp, không khớp chỗ nào chỉ ra luôn, xong tí về ở không 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 phải nhiều. Đấy chủ tư ấy. Vì anh nhìn cái mái sảnh kiểu mà lúc dàn thép ấy, mấy cả cái hệ kiến kết cấu mấy cả hệ kiến trúc vỏ bọc ấy, mới đầu là nhìn kiểu là làm két nhiều là ông cứ phang bừa hãng, hiểu chưa? Nên là mà nó mình làm mình dán đét luôn. Đấy, những cái đấy là những cái mà mình trong Revit nó sẽ rất là lợi thế. Chọn này. Đó thì ví dụ như này bây giờ mình không muốn nữa thì mình click đúp này, mình có thể bỏ này đi, bỏ chiều cao đi này. Ok. Bây giờ mình muốn quét cái mái này hạn thì mình chọn nó rectangle này. Mình chọn vào offset như vừa trừ vào tầm khoảng 2500 rồi. Đấy. Này đúng không? Thì muốn quét này thì vấn đề mình phải bỏ cái define slope này, là cái bên trong này nó không đường dốc, chỉ có đường dốc bên ngoài, nó giống như cái mái dưới tầng 1 đấy. Mình muốn vẽ như này. Ok. Nó hỏi đấy. Mọi người thấy đấy không? Nó quét đi. Đó. Còn ví dụ như đây mình về size là mặt bằng tổng mặt bằng đấy. Mình chọn đây. Set, ví dụ mình muốn vẽ một cái mái như này. Này. Đúng không? Mình bỏ đi file slope mình đi. Đây, mọi người sẽ thấy này. Tôi sẽ đặt một cái mặt cắt qua đây. Cắt qua từng mái. Thì mọi người sẽ thấy ở đây nó sẽ có một cái gì? Cái mái ở đây đúng không? Mình sẽ mover lên được. Đây. Nó đang ở dưới tầng này. Đây. Người thấy không? Và hai cái mái này nó có chiều dày làm sao? Khác nhau đấy. Bởi vì độ dốc làm sao? Khác nhau.
mình vẫn có thể là join nó lại được với nhau không này. Đấy, join lại với nhau cái máy nó khung khung này này, mọi người sẽ thấy cái máy này này. Đấy, còn là kể cả sau này nó vát ở đây hay như nào thì mình có công cụ để mà mình vẽ, còn là mình cắt gọt nó đi để cho nó vát chéo vào đây này rồi các thứ. Ừ. Máy cong ấy thì mình sau này mình sẽ dùng cái meshing. Cái này thì ví dụ như là dùng cho bọn bê tông ok này. Mái chùa bê tông bây giờ nó xây nhà luôn. Nhà xong nó mới đắp cong. Thì cái đắp cong đấy sau này tôi vẽ một cái family uốn cong lên là tự ấn vào đây này.